Suzuki ra mắt, cơn ác mộng của Honda Vision, giá 33,5 triệu đồng, có động cơ 125cc như Airblade. Mẫu xe tay ga của Suzuki mang ngoại hình đậm chất retro, hứa hẹn là đối thủ nặng ký của Honda Vision khi sở hữu động 125cc như Airblade, mà giá bán lại rất rẻ. Jinan Kinki Suzuki vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga US125 mới, dựa trên nền tảng trợ lực Supercore. Mức giá mà hãng đưa ra cho mẫu xe tay ga này là 10.180 nhân dân tệ, tương đương khoảng 33,5 triệu đồng. Đây được cho là khá rẻ khi chỉ ngang ngửa mẫu xe tay ga Honda Vision, dùng động cơ 110cc, dù Suzuki US125 được hãng trang bị động cơ 125cc như Airblade. Về thiết kế, ngoại hình của Suzuki US125 mới là sự pha trộn giữa phong cách retro lãng mạn với ngôn ngữ thiết kế hiện đại, thể hiện vẻ đẹp cổ điển độc đáo. US125 có kích thước tổng thể các chiều dài, rộng, cao lần lượt là 1865mm x 685mm x 1125mm, mang đến cảm giác rộng rãi và thoải mái. Chiều cao yên xe ở mức 745mm, giúp nhiều người lái dễ dàng chống chân. Chiều dài cơ sở của xe là 1285mm, mang lại sự ổn định tốt, đồng thời khoảng sáng gầm xe tối thiểu 90mm đảm bảo khả năng linh hoạt khi di chuyển trên nhiều cung đường đô thị khác nhau. Động cơ Supercore của Suzuki có thể là điểm nhấn lớn nhất trên US125. Đây là động cơ được trang bị trên các mẫu xe U-Series của Suzuki. Động cơ hai van làm mát bằng không khí này có dung tích 125cc ngang ngửa Honda Airblade, mang tới khả năng vận hành tốt, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Theo công bố, động cơ của Suzuki US125 sản sinh công suất tối đa 9,25 mã lực và mô men xoắn cực đại 10 Nm, với mức tiêu hao nhiên liệu 1,6 lít trên 100 km. Suzuki US125 được trang bị tiêu chuẩn đồng hồ LED LCD, cổng sạc USB và cáp ga đôi. Tuy nhiên, đáng tiếc là mẫu xe này chỉ được trang bị phanh đĩa ở bánh trước trong khi bánh sau sử dụng phanh tăng trống. Thêm vào đó, giống như Honda Vision, US125 cũng không được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS.